Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nhá. Thì hôm nay mình lại tiếp tục trở lại với con game CLMM Giảm Mô đi. Chốt lại nha anh em. Đây thì anh em có thể thấy là cái số dư hiện tại của mình là 1.040.000 nha anh em. Ok, thì hôm nay tiếp tục chốt lại trên con CLMM Giảm Mô nha anh em. Anh em theo dõi với mình nha anh em. Ok, thì ngay bây giờ mình đã có mặt trên con game CLMM Giảm Mô nha anh em. Đây, đây là một con trong những con game uy tín và sang chỉnh nhất hiện tại. Đây uy tín trong thị trường 2/7/7 luôn nha anh em. Anh em chỉ cần thắng cược là số tiền sẽ về tài khoản anh em trong 3 giây luôn. Đây, kết quả tính bằng mã giao dịch Momo cộng với mã thời gian thực nha anh em, thời gian hiện tại đang xài này. Đây thì anh em có thể lên trải nghiệm xem cái độ uy tín của nó như thế nào nhá. Thì con game này mình đã trải nghiệm rất là nhiều lần và giới thiệu cho anh em rất là nhiều lần rồi, thì ngày nào mình cũng có thể sụt lại trên con này 1-2 củ nha anh em. Thì không lòng vòng nữa nha anh em, bây giờ mình sẽ sao chép số vào chỉ luôn nha anh em. Đây, link con web mình sẽ để dưới phần mô tả, hoặc là anh em lên Google search CLMM Summer Wear để trải nghiệm nha anh em. Theo dõi mình nha anh em, bây giờ mình sẽ sao chép số vào chỉ luôn. Đây anh em để ý nội dung nha anh em, nội dung là CM hoặc là LM nha anh em. Ok, sao chép số vào chỉ luôn nha anh em. Mình đã quay trở lại app Momo rồi nha anh em. Bây giờ mình sẽ vào chỉ luôn cho anh em xem nhá. Thì ngày hôm nay mình sẽ chốt lên được tầm 2 củ cho anh em xem nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ chuyển tiền và chơi luôn cho anh em xem nha anh em. Theo dõi mình nha anh em. Rồi, anh em chỉ cần nhấn vào mục chuyển tiền và chuyển tiền vào số anh em vừa sau chép vào trên web là được nha anh em. Thì tao tiên với cái số vốn là 1 triệu thì mình sẽ bấm là 100k nha anh em. 100k này với lời nhắn là CM thì mình sẽ bấm sẵn đầu tiên nha anh em. Ok, theo dõi mình nha anh em. Chuyển tiền luôn này. Rồi, ok thì mình vừa chuyển tiền thành công rồi nha anh em. Anh em để ý thời gian giao dịch này và trạng thái đã thành công nha anh em. Đây, mình chuyển tiền với lệnh nhận là CM, CM là chặn nha anh em. Vì một số lý do chính sách của YouTube nên là mình sẽ che đi cả thông tin chủ và thông tin giao dịch nha anh em. Ok anh em thông cảm giúp mình nhá. Bây giờ mình sẽ sao chép mã giao dịch và vào kiểm tra xem luôn nhá. Sao chép này. Vào kiểm tra luôn nha anh em. Rồi thì mình đã quay trở lại con CLMM Summer Wear rồi nha anh em. Bây giờ mình sẽ sẵn mã giao dịch và vào kiểm tra cho anh em luôn nhá. Đây anh em kiểm tra phần kiểm tra mã giao dịch này, nhập mã giao dịch Momo vào đây. Sẵn này, kiểm tra. Ok anh em thì tao tin là thua nha anh em. Đây thua rồi nha anh em, thua cược này, sẵn thái xử lý rồi nhá. Thì anh em có thể để ý thời gian giao dịch và trùng khớp với thời gian chuyển tiền Momo luôn, nên là cái độ uy tín và sanh chính của nó là khỏi phải bàn luôn nha anh em. Ok thì tiếp theo mình sẽ đây tiếp theo nha anh em. Đây thì mình cứ áp dụng công thức thôi anh em ạ. Đây số cuối mã giao dịch và cộng số cuối của mã kết quả 3+5 là được 8. Thì bây giờ mình sẽ bấm chặn nha anh em, bấm chặn tiếp nha anh em. Đây nội dung một chặn là CM 2468 nha anh em. Ok vào chiến tiếp luôn nha anh em. Ok anh em thì mình chiến tiếp nha anh em. Thì cứ thua thì mình sẽ gấp thẻ bên anh em ạ. Đây em sẽ bấm là 200k sẵn nha anh em, 200k sẵn nha. Chặn là CM này. Ok chuyển tiền rồi nha anh em. Rồi ok thì mình đã chuyển tiền thành công rồi nha anh em. Đây anh em để ý thời gian giao dịch nhá. Trạng thái đã thành công rồi này. Thì mình đã chuyển tiền với lệnh nhận là CM thì 200k CM nha anh em. Bây giờ mình sẽ sao chép mã giao dịch và vào kiểm tra cho anh em luôn nhá. Bây giờ mình sẽ dán mã giao dịch và kiểm tra cho anh em luôn nhá. Kéo xuống phần kiểm tra mã giao dịch này. Dán mã giao dịch vào đây, kiểm tra. Ok, chiến thắng nha anh em. Đấy anh em có thể thấy là công thức cập thể và tính kết quả của mình rất là ổn luôn nha anh em. Thì đây 200.000 ăn 520.000 nha anh em, trạng thái đã xử lý. Anh em cứ để ý thời gian giao dịch nha anh em. Rất là trùng khớp với thời gian của Momo luôn nha anh em. Ok, thì tiếp tục nha anh em. Bây giờ mình sẽ số cuối mã giao dịch này cộng số cuối mã kết quả nha anh em. Đây, 608 là được 14 thì tay này mình tiếp tục bấm chặn nha anh em. Ok, theo dõi với mình nha anh em. Chặn là CM này 2468 vào luôn nha anh em. Rồi, thì thắng rồi mình lại về vốn anh em ạ. 100k, 100k đánh đều tay nha anh em. Đây, tiếp tục đánh chặn nha anh em. Ok, chuyển tiền này nha anh em. Ok, vào luôn nha. Rồi, đây nha anh em, mình đã chuyển tiền thành công rồi này. Trạng thái đã thành công nha anh em. Anh em cứ để ý thời gian giao dịch anh em. Với lệnh nhận là CM. Bây giờ mình sẽ sao chép mã giao dịch và vào kiểm tra cho anh em xem luôn nhá. Ok vào kiểm tra cho anh em xem luôn nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ dán mã giao dịch và kiểm tra cho anh em xem luôn này. Rồi tất cả dán mã giao dịch rồi kiểm tra luôn nha anh em. Ok anh em là tiếp tục bù nha anh em. Anh em có thể thấy là công thức của mình chia sẻ cho anh em là cực kỳ dễ bù luôn. Thấy công thức tính kết quả của tay sau cực kỳ ngon. Ok anh em có thể thấy mình là tiếp tục chiến thắng anh em. 100k 260.000 sẵn thải đã xử lý. Ok thì đây công thức là số cuối mã giao dịch cộng số cuối mã kết quả nha anh em. 4+4 được 8 là tiếp tục bấm sẵn nha anh em. Theo dõi mình nha anh em. Tiếp tục nha anh em ơi. Thì bây giờ mình sẽ gấp thẻ lên luôn nha anh em. Gấp thẻ lên lại nó mới nhanh anh em ạ. Ok. Thì hồi nãy mình tính được 8 thì tay này sẽ em chặn nha anh em. Ok. Nội dung là CM. Bây giờ mình sẽ chuyển tiền luôn nha anh em. Theo dõi với mình nha anh em. Rồi thì mình đã chuyển tiền thành công rồi nha anh em. Trạng thái thành công rồi này. Thời gian giao dịch này với nhiều dung lệnh nhận là CM. Tiếp tục sao chép mã giao dịch và vào kiểm tra cho em xem luôn nhá. Đây, thì bây giờ mình sẽ dán mã giao dịch và kiểm tra cho em xem luôn này. Dán mã giao dịch vào đây nha anh em. Dán này, kiểm tra. Ok là tiếp tục chiến thắng nha anh em. Đây, 200.000 mình ăn 520.000 nhá. Trạng thái đã xử lý. Tiền đã chuyển tiền cho vay cho mình rồi. Thì chiến thắng tiếp tục nha anh em. Đây, về công thức của mình chia sẻ cho anh em cực kỳ dễ bù luôn nha anh em. Mình có thử áp dụng công thức của mình trên con CLMM Summer Wear và CLMM Summer Wear thì mình cảm thấy là trên hai con đó nó áp dụng nó không được vượt mà như trên con CLMM Summer Wear này nha anh em. Thì anh em cũng trải nghiệm giống như mình thì có thể click vào link để mình để dưới phần mô tả, hoặc là lên Google search CLMM Summer Wear nha anh em. Bây giờ mình sẽ gấp thẻ bấm tay cuối để chốt lại luôn nha anh em. Đây, số cuối mã giao dịch cộng số cuối mã kết quả nha anh em. Bây giờ là 0+2 là được 2 thì mình sẽ tiếp tục bấm chặn nha anh em. Theo dõi mình nha anh em. Bây giờ mình sẽ bấm tay cuối để chốt lại nha anh em ơi. Thì tay này mình sẽ bấm chặn nha anh em. Công thức là mình vừa tính cho anh em xong rồi. Bây giờ mình sẽ gấp thẻ lên và bấm chặn nha anh em. 400.000 luôn này. Nội dung là CM nha anh em. Mình nhận là CM này. CM thì vào luôn nha anh em. Rồi, đây nha anh em, mình đã chuyển tiền thành công rồi nhá. Trạng thái thành công rồi này. Thật anh em cứ để ý thời gian giao dịch giúp mình nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ sao chép mã giao dịch và vào kiểm tra cho anh em xem luôn nhá. Theo dõi với mình nha anh em. Ok thì bây giờ mình sẽ dán mã giao dịch vào đây để kiểm tra cho anh em xem luôn này. Tất cả dán này, sẽ kiểm tra nha anh em. Ok là tiếp tục bù anh em ạ, là tiếp tục bù nha anh em. Công thức của mình chia sẻ anh em là cực kỳ mượt mà luôn nha anh em. Anh em cứ để ý thời gian giao dịch giúp mình, nó cực kỳ là chuẩn xác luôn nha anh em. Ok thì bây giờ mình đã chốt lại thành công rồi nha anh em. Đây, con game CLMM Summer Wear này thì mình sẽ để dưới liên kết, mình sẽ để dưới phần mô tả để anh em trải nghiệm, hoặc là anh em lên Google search CLMM Summer Wear để trải nghiệm nha anh em. Ok thì đây là một trong những con game uy tín sang chỉnh nhất thị trường hiện nay nha anh em. Anh em có thể để ý là kết quả nó tính nào, mã giao dịch Momo cộng với mã thời gian đang xảy đây luôn nha anh em. Đó, cái độ uy tín sang chỉnh của nó thì khỏi bàn rồi. Bây giờ mình sẽ sao vào Momo để cho anh em xem lại nha anh em, xem là hôm nay mình đã chụp lại được bao nhiêu anh em. Theo dõi với mình nha anh em. Ok anh em, thì với cái số vốn ban đầu là 1.064.000 thì bây giờ mình đã chụp lên được
2.2 nha anh em. Thì ngày hôm nay mình đã chốt được 1.2. Thì anh em có thể thấy là công thức mình chia sẻ cho anh em cực kỳ dễ bù luôn nha anh em. Mỗi ngày chốt lãi đều đặn trên con CLMM Samuel là cực kỳ ngon luôn. Đây anh em có thể thấy là mình ngày nào cũng thể chốt 1 đến 2 triệu trên con web CLMM Samuel nha anh em. Link của web mình sẽ để dưới phần mô tả để anh em trải nghiệm. Còn lại anh em lên Google search CLMM Samuel nha anh em. Đây thì anh em có thể thấy là ngày nào mình có thể cũng chốt được 1 đến 2 triệu trên con CLMM Samuel nha anh em. Ok, thì tạm biệt anh em. Hẹn anh em hôm khác anh em. Bye bye.